rất là khó khăn trong cái việc mà thấu hiểu khách hàng. Mặc dù mình có thể sử dụng các cái công cụ như là DISC này, rồi các công cụ khác nhau, thậm chí là bây giờ bây là áp dụng cả cái công cụ về thần số học để thấu hiểu khách hàng. Tuy nhiên thì khi mà Huy đọc cái phần trong cuốn sách này thì Huy thấy ồ chết rồi, mình đang làm sai rồi. Mình làm sai rất là nhiều. Mình làm sai rất nhiều. Đấy. Thì khi đó thì mình mới ồ à nên và ở trong này thì chúng ta có khoảng độ là gần 40 cái câu nói hoặc là cái suy nghĩ mà khách hàng muốn nói cho cái người bán hàng nghe nhưng họ không bao giờ nói. Đó. Và bao nhiêu anh chị em chúng ta thực sự muốn thì comment là sẵn sàng. Nãy giờ comment có ít quá nên là nó chưa bắt đầu được. Bây giờ comment sẵn sàng này, SS này, này, xem nó có nhiều hơn không này, xem là tay có bị cóng không này. À, mình khởi động cái khớp tay cho nó máu lên này. Mình khởi động máu máu lên thì mình giảng nó mới máu được, mới năng lượng được. Không thì không đủ năng lượng để giảng. Nó tụt mất, anh chị em ngủ mất. Ok không ạ? Rồi. Rồi, đội ơn tất cả anh chị em chúng ta, biết ơn anh chị em chúng ta. Thì những câu nói của khách hàng như sau, anh chị em nếu nếu có nếu được ấy, phải ghi chép vào. 40 câu nói của khách hàng thì anh chị em không ghi chép không thể nào mà nhớ được. Khẳng định luôn. Một chiếc bút chì cùn còn hơn một cái bộ não thiên tài, không thể nào nhớ được luôn anh chị em. Không thể nhớ được, chắc chắn. Cái đầu tiên, cái câu đầu tiên hay là cái điều đầu tiên mà khách hàng mong muốn người bán hàng sẽ ứng xử, sẽ đối xử, sẽ nói cho họ biết. Đó là gì ạ? Hãy cho tôi biết thực tế. Khách hàng mong muốn cái người bán hàng cho họ biết cái thực tế. Họ không muốn một cái bài diễn thuyết dài lê thê, một cái bài giới thiệu về sản phẩm dài lê thê. Họ muốn hiểu. Đấy. Họ muốn hiểu nhưng họ không muốn đi những cái công thức quá dài dòng. Đó. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Ở đây khách hàng muốn nói chúng ta rằng là gì ạ? Hãy tập trung thẳng vào vấn đề. Có nhiều người thì cứ vòng vo mà tôi có một cái sản phẩm như này, cái sản phẩm của tôi nó như này. Xong khách hàng nó hỏi là thế nó là cái gì thì lại không nói. Thế hỏi nó là sản phẩm đấy nó tên là gì cũng không nói. Bảo là công ty là gì cũng không nói. Cứ bảo là từ từ phải đi từng bước, phải thế này phải thế kia. Thế nhưng mà có những người khách hàng ấy là họ rất là muốn nhanh và muốn đi thẳng vào vấn đề, muốn tập trung. Thì làm sao ạ? Thì chúng ta phải tập trung, chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề. Đúng không ạ? Đấy. Ừ. Cuốn sách thì nãy có ghi rồi trong cái phần truyền thông anh chị em xem rồi. Đó là cuốn sách cái gì ạ? Nghệ thuật kinh thánh về nghệ thuật bán hàng. Kinh thánh của nghệ thuật bán hàng của Jeffrey Gistomer. Đúng không ạ? À, cho nên là với những khách hàng mà họ có những cái tính cách như là người nhóm D, những cái người mà thẳng thắn, nhanh, năng lượng cao. Việc của chúng ta đừng có vòng vo. Tại sao mà vẫn là cái công thức là mình gây sự tò mò cho khách hàng. Nhưng có người họ rất là hứng thú, có người thì họ rất là khó chịu. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ muốn nhanh mà mình lại cứ chậm thì làm sao? Họ không thích. Cho nên hãy đi thẳng vấn đề và hãy thực tế, đúng không ạ? Rồi. Không có vòng vo nhiều, không có trình bày quá nhiều nhá. Tiếp theo này, cái thứ hai, bởi vì nó rất là dài cho nên là Huy sẽ đi mỗi một cái phần, Huy sẽ đi được một thời gian rất là ngắn thôi anh chị em nhé. Không có đủ thời gian để có thể là chia sẻ quá kỹ với anh chị em và cũng là mong muốn anh chị em phải ghi chép xuống, bởi vì nếu không thì sẽ không thể là nhớ được. Chúng ta ghi chép xuống nó chúng ta sẽ nghiên cứu thêm kỹ lưỡng hơn. Được chưa? Thứ hai đó là hãy nói cho tôi sự thật.
Tuy nhiên là đi thẳng vào vấn đề thứ hai, hãy nói cho tôi sự thật. Và đừng sử dụng những cái từ một cách thành thật hay là tôi nói thật. Nó làm cho tôi hồi hộp. Khách hàng họ nói như vậy đấy, họ nghĩ như vậy đấy. Nếu mà bạn định nói cái điều gì đó, có rất nhiều người nói như này, em nói thật với chị này. Thế từ nãy giờ mày nói dối, bây giờ mày mới nói thật à? Đúng không ạ? Đấy. Thực sự là, ôi rồi. Đấy. Một cách thành thật là, đó. Thế tức là mình muốn nhấn mạnh là mình đang nói thật, đúng không? Nhưng mà khi mà khách hàng họ nghe cái điều đấy, thì họ lại nghĩ lại theo cái một chiều hướng khác. Họ nghĩ rằng là những cái câu nào mà mày không nói thật thì mày sẽ không gì ạ, mày không nói là em nói thật, thế là những cái phần mà mày không nói rằng là em nói thật thì mày nói dối đúng không, nói sai đúng không? Đấy, cho nên là gì ạ, cứ thẳng thật, thẳng và thật thôi, cứ thật và thẳng mà nói thôi, và không cần phải nói rằng là em nói thật là, hoặc là chị nói thật với em nhé, là sản phẩm này nó tốt lắm đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ, ở đây chúng ta biết rồi, là khách hàng họ không thích bị lừa dối, cho nên là gì ạ, là họ mong muốn chúng ta cung cấp cái những cái thông tin thật sự, và họ rất là sợ khi mà chúng ta nói những cái điều gì đó không thật. Đó, vì vậy là chúng ta hãy cứ gì ạ, cứ trung thực với khách hàng. Đây là điều khách hàng muốn, đúng không ạ? Rồi, họ muốn cái điều gì nữa ạ? Cái thứ ba, đấy là tôi muốn một người bán hàng có đạo đức. À, chúng ta biết rồi, trong kinh doanh chúng ta thường xuyên nói với nhau là phải có đạo đức đúng không ạ? Phải tuân thủ đạo đức đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên ở ngoài kia thì có rất nhiều người bán hàng mà họ không hiểu đạo đức là gì. Thực ra là họ cũng cũng có đạo đức đấy, nhưng mà chỉ đơn giản nó không hiểu đạo đức là gì, cho nên họ làm sai thôi. Đó. Những người bán hàng thường bị kết tội là vớ vẩn chỉ vì là sao ạ? Con sâu làm rầu nồi canh. Hành động của bạn chứ không phải lời nói của bạn đã chứng minh là đạo đức của bạn. Những người bán hàng mà khi mà họ chia sẻ về sản phẩm chẳng hạn, hoặc là chia sẻ về những cái câu chuyện, hoặc là tất cả mọi thứ liên quan khi mà họ nói chuyện với khách hàng, thì có một cái nguyên tắc về đạo đức, đó là gì ạ? Không được làm hại với cho khách hàng. Đó. Tức là không được làm hại cho khách hàng, nó phải đi đi đồng hành với nhau từ lời nói, từ hành động và cả từ suy nghĩ. Tức là ngay trong suy nghĩ của họ là đã không được làm hại cho người khác rồi. Đạo đức chỉ đơn giản là những thứ cơ bản như vậy thôi. Bởi vì với cái việc mà bán hàng cho khách hàng thì mình đạo đức đơn giản là không giấu giếm khách hàng, nói thật và nói những cái thông tin mà khách hàng cần biết, cũng như là không được cố gắng che giấu thông tin, và cũng không được cố gắng bán cho khách hàng chỉ vì cái lợi ích cá nhân của mình mà phải vì lợi ích của khách hàng. Thì đấy là đơn giản là đạo đức, có thế thôi. Không làm hại khách hàng, không làm hại người khác, đúng không ạ? Và không nói dối, không nói sai, thì đấy đã là đạo đức rồi. Ok không ạ? Và tất nhiên, cái phạm trù đạo đức thì nó rất là rộng, cho nên mỗi người hiểu đạo đức ở một khía cạnh khác nhau. Có lẽ hôm nào đấy mình sẽ phải có một cái bài chia sẻ về cái phần này. Tuy nhiên thì cái phần này thì nó là cái quan niệm của xã hội, cho nên nó chỉ là ý kiến cá nhân của từng người, đúng không ạ? Và chính vì vậy cho nên là ý kiến cá nhân của người bán hàng và ý kiến cá nhân của người mua hàng là khác nhau. Đấy. Và việc của chúng ta đó là chúng ta hiểu nhiều hơn những cái gọi là quy chuẩn của xã hội, thì chúng ta sẽ hiểu hơn được người khách hàng họ muốn gì. Rồi. Trong các cái câu phần sau thì khách hàng sẽ nói thêm cho chúng ta rõ hơn thế nào là đạo đức. Anh chị em nhé, cứ bình tĩnh. Rồi. Câu số 4, khách hàng muốn nói với người bán hàng là gì? Đó là hãy nói cho tôi lý do tại sao sản phẩm dịch vụ này lại cần thiết với tôi. Tức là trả lời câu hỏi gì ạ? Câu hỏi why?
tại sao tôi cần mua sản phẩm này. Tập trung vào cái câu hỏi này anh chị em nhé. Nếu mà chúng ta trả lời được câu hỏi why, tại sao khách hàng nên mua sản phẩm này, thì chúng ta đã bán hàng được 50% rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì luôn luôn những câu hỏi luôn luôn bắt đầu từ why. Anh chị em nhớ why. Nếu tôi cần cái mà bạn đang bán, tôi hiểu nó mang lại lợi ích gì cho tôi nếu tôi mua. Ví dụ như này, anh chị em biết tại sao mà Elon Musk bây giờ đang là tỷ phú giàu nhất trên thế giới? Tại sao ông Phạm Nhật Vượng là giàu nhất ở Việt Nam? Và trước đây thì ông ấy xây dựng lên một cái hệ thống mà ô tô chạy bằng xăng. Nhưng sau đó chỉ có khoảng độ 2 năm sau khi mà ông ấy bán ra những cái chiếc xe đầu tiên, thì ông đã gì ạ? Nhanh chóng gọi là quay xe đấy, nhanh chóng quay xe để mà gì ạ? Để mà đóng cửa tất cả các cái bộ phận, những cái máy móc liên quan đến cái việc mà gì ạ? Sản xuất những cái động cơ, sản xuất những cái chiếc xe chạy bằng xăng, mà tập trung toàn bộ vào cái việc mà chạy điện. Thì lý do của ông là gì ạ? Lý do của ông đó là bảo vệ môi trường, vì một môi trường xanh. Và điều này dẫn đến là gì ạ? Những người mua xe điện là họ có một cái lý do. Đấy là gì ạ? Bởi vì họ muốn bảo vệ môi trường. Ở Thụy Sĩ thì 90% xe của đang chạy trên Thụy Sĩ hiện nay là xe điện. Anh chị em thấy có biết cái thông tin này không ạ? Bởi vì sao ạ? Chính phủ họ tài trợ cho người dân để sử dụng xe điện thay vì xe xăng. Để làm gì ạ? Để bảo vệ môi trường, tránh ô nhiễm không khí. Anh chị em thấy không khí hiện nay ở Hà Nội, ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi một số cái thành phố lớn, anh chị em thấy là không khí đang bị ô nhiễm một cách cực kỳ nghiêm trọng, đúng không ạ? Đó. Và khi mà người ta mua một chiếc xe đó, người ta nghĩ rằng họ đang đóng góp vào cho thế giới, đó là để mà giảm cái tình trạng khí thải, để mà giúp cho giảm ô nhiễm môi trường, đúng không ạ? Tất nhiên đấy là một trong cái lý do để mà họ lựa chọn. Nhưng mà những cái lý do để mà an toàn này, để mà đẳng cấp này, để mà sang trọng này, để mà dễ dàng này, thì rất nhiều các lý do để khiến cho họ gì ạ? Họ quyết định để mua món hàng. Nhưng ở đây Huy đang nói về cái lý do lớn để họ mua cái món hàng đó. Và đấy là lý do tại sao những cái người mà đang đi theo cái hướng mà bán những cái xe điện mà có cái lý do lớn, đó là bảo vệ thế giới này, bảo vệ môi trường này, thì họ đang đi đúng hướng. Và họ đang gì ạ? Họ đang kiếm rất nhiều tiền. Họ đang kiếm rất nhiều tiền. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo câu số 5, đó là hãy cho tôi xem một vài chứng cứ khách hàng họ muốn điều này. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy cho khách hàng xem những cái chứng cứ để họ có thể dễ dàng ra quyết định hơn, nếu mà người bán hàng có thể chứng minh những gì họ nói. Đó. Vì vậy khi mà chúng ta giới thiệu cho khách hàng ấy, thì chúng ta nên đưa vào đấy những cái chứng cứ, ví dụ những cái bài viết, những cái bài báo PR về sản phẩm của mình, hoặc những cái bài viết ở trên mạng xã hội, trên những cái bài báo điện tử hoặc là báo giấy. Đó. Hoặc là những cái thông tin về ví dụ như là những cái bằng chứng, mà những cái giấy tờ chẳng hạn, những giấy phép về sản phẩm. Đấy, những chứng nhận về sản phẩm đó, mà chúng ta có, thì chúng ta đưa ra cho khách hàng. Điều này là giúp cho khách hàng bớt nghi ngờ và tăng thêm niềm tin. Đúng không ạ? Bởi vì người mua hàng nói rằng tôi không tin hầu hết những người bán hàng, họ nói dối chỉ để chúng tôi mua hàng. Khách hàng nói vậy đấy. Ở đây là một cái bảng thống kê, họ đã thống kê, họ đã hỏi hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người mua hàng. Họ khảo sát độc lập và họ hỏi những cái người mua hàng, xem những người mua hàng họ muốn cái gì, họ nói cái gì. Và những người mua hàng họ nói như vậy đấy. Họ nói rằng những thằng bán hàng
toàn nói dối để là gì ạ? Chỉ đơn giản để cho mình mua hàng thôi. Và mua hàng xong về mình sao ạ? Mình mới phát hiện là mình bị lừa. Đó. Tất nhiên đấy nó chỉ là một phần thôi, nó là một số gọi là con sâu làm rầu nồi canh thôi, chứ không phải là tất cả người bán hàng như vậy. Tuy nhiên thì họ đã gặp như trường hợp như thế và họ họ cảm thấy rằng họ không thích điều đó. Và có nhiều khách hàng đã gặp như vậy, chứng tỏ là có nhiều người bán hàng như vậy, đúng không anh chị em? Rồi, câu tiếp theo này, câu số 6. Hãy chỉ cho tôi thấy tôi không phải là người mua hàng duy nhất. Anh chị em cứ để ý khi mà chúng ta đi ăn ở ngoài vỉa hè ấy. Đấy. Hôm trước tôi vừa mới đi ăn ở vỉa hè ở trên phố cổ Hà Nội. Thì có hai cửa hàng ở bên cạnh nhau. Cái cửa hàng ở bên trái này rất là sáng, rất là đẹp. Bàn ghế thì đẹp mà lại vắng khách. Cái bàn bên này thì không có chỗ để xe và đông khách, khách còn phải đứng chờ làm gì ạ? Đứng chờ để có người họ đứng lên để mình ngồi vào bàn, trong khi bên này thì rất nhiều bàn sáng sủa đẹp, đồ ăn thì ngập lên mà họ không vào, họ vào cái hàng bên này. Thế mình bảo là quá nhỉ. Thế mình đầu tiên mình định sang cái bên bàn trống ngồi. Nhưng mà mình nghĩ lại, tại sao mà nó lại trống trong khi bên này lại đông thế? Thì có thể thôi, mình phán đoán có thể là cái bên đông này nó ngon hơn, đúng không nhỉ? Nó ngon hơn cho nên mọi người thích ăn hơn đấy. Thế thì mình bảo là, thôi để mà an toàn cho bản thân mình, thôi mình cứ chọn chỗ đông mà mình vào. À, đây là một cái suy nghĩ hết sức là bình thường, đúng không anh chị? Một suy nghĩ hết sức bình thường của những người khách hàng, của người mua hàng. Đấy. Và việc của chúng ta là phải thấu hiểu cái điều đấy. Rồi. Thế làm sao mình chứng minh cho họ thấy rằng là mình không phải người mua hàng duy nhất? Mình nói rằng đã có bao nhiêu người mua hàng, đã có 50.000 người mua hàng của chúng em rồi. Ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Mình có một cái con số, hoặc mình nói rằng là đã có gì ạ, những ca sĩ, diễn viên, người mẫu, những KOL, KOC này đã mua hàng của chúng em rồi. Đúng không ạ? Đấy. Rồi chúng ta cho họ xem những cái nhân chứng, những cái người mà đã mua hàng của mình rồi ấy, họ nói gì về cái sản phẩm của mình. Đấy, hoặc là mỗi khi mà nào đó mình bán được một cái sản phẩm cho khách hàng ấy, thì mình gì ạ? Mình xin cái sự phản hồi của họ, bảo họ gì ạ? Chụp cái ảnh của họ cùng với cả cái sản phẩm. Sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta xin phép được sử dụng cái hình ảnh của họ để mà chúng ta đưa vào trong cái việc truyền thông. Đấy, đây này, anh chị em thấy không? Có nhiều người đã sử dụng sản phẩm của em như này. Thì làm sao ạ? Thì người ta, ồ, có nhiều người dùng rồi. Mình không phải là cái thằng duy nhất, đúng không ạ? Nhiều khi hay trêu anh chị em đó là gì ạ? Nếu mà mình có bị lừa ấy, nếu mà cái đồ ăn nó không ngon thì ít nhất mình cũng không phải thằng duy nhất bị lừa, thôi mình cũng ngậm ngùi, mình cũng cảm thấy vui. Anh chị em có thấy đúng không ạ? Nếu chẳng may mình có bị lừa thì mình cũng không duy nhất bị lừa, cho nên là thôi mình cũng cảm thấy an lòng. Ok nhé. Đó. Đó, cho nên anh chị em lưu ý phần này. Họ không thích, họ trở thành chuột bạch. Đó. Tiếp theo số 7, đó là hãy cho tôi xem một lời giới thiệu từ khách hàng hài lòng. Đấy, thì anh chị em thấy là khi mà chúng ta mua hàng ở trên Shopee, trên Tiki, Lazada chẳng hạn, thì bao giờ nhé, ngày xưa thì mình không biết, nhưng bao giờ bây giờ hầu như là những cái người mua hàng bây giờ họ thông minh lắm. Cho nên họ kiểu gì họ cũng vào họ đọc những cái comment, đọc những cái phản hồi của những người đã mua hàng ấy. Có đúng không ạ? Đấy. Và những cái lời giới thiệu đó, những cái lời phản hồi đó là một cái cơ sở rất là quan trọng để họ ra quyết định mua hàng. Bây giờ anh chị em lên Shopee, anh chị em mua hàng đi. Hai cái sản phẩm giống hệt nhau. Hai cái sạc pin dự phòng nhỉ? Hai cái sạc pin dự phòng giống hệt nhau.
Một cái thì có khoảng độ 10.000 khách mua hàng với khoảng độ hơn 1.000 cái đánh giá, có hình ảnh và có gì ạ, có lời đánh giá. Một bên thì chưa bán được cái nào, chưa có lời nhận xét nào. Cái bên mà chưa có lời nhận xét nào ấy, giá rẻ hơn, rẻ hơn được một chút. Còn cái bên mà có nhiều nhiều lượt mua và nhiều lượt đánh giá thì giá đắt hơn. Nào, hình ảnh sản phẩm thì giống nhau, anh chị em sẽ mua của bên nào? Phương án 1 đó là chúng ta sẽ mua của bên rẻ hơn và cầu trời lạy Phật là mình sẽ gặp may mắn, đó là mình gặp được cái hàng đúng chính hãng chứ không phải là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lỗi. Phương án 2, mình mua ở cái thằng mà đã bán được 10.000 sản phẩm với hàng nghìn cái đánh giá mà toàn đánh giá 5 sao thôi. Đúng không ạ? Cho nó yên tâm. Nào, đắt hơn một chút. Anh chị em sẽ chọn phương án 1. Mua xong đó là cầu trời khấn Phật để xem may rủi. Với một cái phương án đó là gì ạ? Là mua mà yên tâm. Anh chị em chọn phương án 1 hay phương án 2. Nếu mình là người mua hàng, mình lên Shopee mình mua hàng. Thế anh chị chọn phương án nào? Nó đắt hơn một chút thôi. Đấy. Chọn phương án nào ạ? Nếu anh chị em là người mua hàng, anh chị chọn phương án nào? Phương án giúp cho mình yên tâm hay là phương án mà mình tiết kiệm được một chút nhưng mà lại rủi ro? Ví dụ như là cái cục này ấy, mình mua nó khoảng 900 900.000 thì có chỗ thằng khác ấy nó chỉ bán 850 thôi. 850. À, tức là mình giảm được 50.000. Thì anh chị em sẽ chọn là cái số 2 là an tâm hay cái số 1 là rẻ? Vì đã từng mua những cái hàng mà cầu may đấy và sau đó thì về làm sao ạ? Dùng không được. Dù không được nhưng mà lúc đầu nó vẫn dùng được nhưng sau nó mới hỏng, nó hỏng nhanh lắm. Hỏng rất nhanh. Và sau đó lại mua cái khác. Đó. Và thế là sao ạ? Thế là mình tưởng mà rẻ hóa lại thành đắt. Đúng không ạ? Tưởng là rẻ mà hóa thành đắt. Đấy thôi, từ sau mình cứ mua cái nào nó yên tâm. Đấy là lý do tại sao những người mà mới bán hàng trên Shopee họ không bán được hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sản phẩm của họ không có lượt đánh giá, không có lượt mua hàng. Không có lượt mua hàng thì không có người mua. Mà không có người mua thì không có lượt mua hàng. Anh chị em thấy nó nghịch lý không ạ? Đấy là lý do tại sao mà những người bán hàng mới là những người cực kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học những khóa học như này, rồi những khóa học cao cấp hơn để chúng ta biết được cách làm nào để chúng ta vượt qua cái giai đoạn đầu. Luôn luôn có cách, anh chị em nhé. Rồi, tiếp theo khách hàng nói rằng hãy nói với tôi và thể hiện cho tôi thấy bạn sẽ phục vụ tôi sau khi bạn bán hàng cho tôi. Khách hàng sợ nhất cái điều gì? Họ sợ nhất đó là chúng ta nói không đúng, nói sai. Và họ yêu cầu chúng ta chứng minh cũng như là thể hiện cho họ biết rằng là sau khi bán hàng. Ví dụ như Huy nói đấy là cái sản phẩm mình ấy mà nó bị lỗi thì cái thằng nào đấy mà nó gì ạ, nó xử lý cho mình một cách gọi là thoải mái thì làm sao ạ? Thì mình sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng nếu như mà cái thằng đấy mà nó lại không phục vụ mình một cái thoải mái sau khi mà bán hàng, mà có lỗi nhá, sau đó thì bảo nó là lỗi, bảo nó đổi thì nó lại rất khó chịu, rồi nó lại nói thế này thế kia, thì lúc đấy làm sao ạ? Là khách hàng họ họ rất là phản cảm luôn. Vì vậy là trước đây là mình đã mua hàng rất nhiều và những cái lời hứa về dịch vụ sau bán hàng thường người bán hàng không gì ạ, không thực hiện được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người bán hàng đó họ chỉ tập trung vào cái việc bán cái sản phẩm đầu tiên thôi, họ chỉ bán những cái bán xong là xong, đúng không ạ? Và phủi tay và không có trách nhiệm gì hết. Nhưng những người bán hàng có đạo đức, những người bán hàng có tâm, đó là những người bán hàng mà tiếp tục phục vụ khách hàng kể cả sau khi hàng đã được bán.
Đó. Lúc mới đầu thì chưa bán được thì ngon ngọt nhẹ nhàng, lúc bán xong rồi thì sửng cồ sửng sửng sồ lên. Thì đấy là sao? Những người bán hàng đấy là những người bán hàng lừa dối khách hàng. Vì vậy là khách hàng họ đã gặp những trường hợp như vậy rồi, cho nên họ cảm thấy không yên tâm với những cái dịch vụ hậu mãi. Và những cái khách hàng, những cái người bán hàng nào mà có tầm tư duy dài hạn thì họ sẽ biết rằng họ bán một sản phẩm cho một khách hàng, nhưng thực tế họ không chỉ bán một sản phẩm mà họ còn có thể bán nhiều sản phẩm cho một khách hàng. Vì vậy làm sao? Vì vậy nếu họ giữ được một khách hàng ở bên trong cái mối quan hệ của họ thì họ có thể bán được rất nhiều hàng. Nhưng họ là mất một khách hàng thì họ không biết rằng họ không chỉ mất khách hàng đó mà họ mất cả tất cả những cái mối quan hệ ở phía sau cái khách hàng đó. Đấy là lý do mà những người bán hàng đỉnh cao là người rất biết cách giữ mối quan hệ với khách hàng. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, hãy nói với tôi và chứng minh cho tôi thấy giá cả của bạn là hợp lý. Tôi muốn sự cam đoan là giá mà tôi trả là hợp lý đối với hàng hóa tôi mua. Hãy làm cho tôi cảm thấy nhưng tôi đang có một vụ mua bán đúng. Đó. Chúng ta có thể chứng minh cho họ thấy một số cái sản phẩm mà người ta đang bán ở ngoài kia là cao hơn của mình. Hoặc chúng ta có thể chứng minh cho họ thấy cái chất lượng sản phẩm của mình. Đó. Và đấy là lý do tại sao mà khi mà chúng ta bán hàng mà chúng ta có thể cho họ thử, cho họ trải nghiệm cái chất lượng sản phẩm. Hoặc là chúng ta có thể so sánh trực tiếp với những cái đối thủ mà họ đang có thể họ sẽ cân nhắc. Đấy, hoặc là những đối thủ về trong chính cái ngành hàng của mình, trong chính cái sản phẩm của mình vẫn là sản phẩm đấy thôi. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà hai người bán khác nhau thì có thể có giá khác nhau. Ở đây chúng ta không cần phải là chúng ta cạnh tranh quá nhiều về giá, gọi là giá tốt nhất, nhưng mà chúng ta phải chứng minh cho họ thấy rằng là cái giá này nó hợp lý với giá trị của sản phẩm. Ok không ạ? Rồi, hãy cho tôi sự lựa chọn và để tôi ra quyết định, nhưng hãy đưa ra những lời tư vấn. Nhớ này, khách hàng không muốn bị mua, khách hàng muốn được mua. Đấy. Đúng không ạ? Khách hàng không muốn bị bán hàng, bị mua mà được mua, cho nên khách hàng muốn tự ra quyết định. Nhưng hãy đưa cho họ những lời tư vấn. Đó. Hãy nói một cách trung thực, bạn sẽ làm gì nếu đó là tiền của bạn. Khách hàng muốn nghĩ như vậy đấy. Nếu như mày là vị trí của tao là tiền của mày thì mày sẽ gì ạ? Mày sẽ nghĩ như nào, mày sẽ mua như nào, mày sẽ bán như nào, mày sẽ hành động như nào. Khách hàng muốn người bán hàng gọi là đứng về phía họ. Đúng không ạ? Khách hàng muốn người bán hàng đứng về phía họ, suy nghĩ giống như họ và sử dụng tiền giống như họ. Đấy. Có nhiều người bán hàng thì thấy khách hàng có tiền thì bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu là moi tiền rồi bắt đầu đào mỏ, bắt đầu là làm đủ trò để mà gì ạ? Để bán được hàng. Đó. Rồi. Khách hàng muốn gì nữa ạ? Khách hàng muốn đó là hãy củng cố sự lựa chọn của tôi. Đấy. Tôi có thể lo lắng, có thể nghi ngờ, có thể phải tìm hiểu thêm, đúng không ạ? Tôi có thể nghĩ rằng lựa chọn này của tôi là sai lầm, thì hãy giúp tôi củng cố cái quyết định của mình. Nhưng hãy thực tế, hãy nói những thực tế có lợi cho tôi và làm cho tôi tự tin hơn khi mua sản phẩm. À, tức là sao ạ? Khi anh chị em bán hàng thì bao giờ như vậy? Khách hàng sẽ có những lời từ chối, có đúng không ạ? Thế nếu mà khách hàng từ chối thì việc của chúng ta là gì ạ? Là chúng ta là bỏ cuộc, bỏ đi luôn, hay là chúng ta sẽ gì ạ? Thuyết phục. Khách hàng từ chối nhưng bên trong họ nói rằng là gì ạ? Là hãy chứng minh cho tôi thấy sản phẩm dịch vụ này cần thiết với tôi, được không ạ? Như vậy là khách hàng từ chối không có nghĩa là họ từ chối. Họ từ chối chỉ đơn giản họ thử xem cái thằng bán hàng này có thể thuyết phục được họ hay không mà thôi. Và họ cũng là gì ạ? Họ cũng từ chối bởi vì họ chưa hiểu được những thứ mà chúng ta hiểu. Việc của chúng ta đó làm sao
để giúp cho họ hiểu. Được nhỉ? Tuy nhiên, nhớ cái điều này. Đừng tranh cãi với tôi. Đây một điều cực kỳ quan trọng và rất dễ mắc sai lầm. Thậm chí nếu mà tôi sai, tôi không muốn một người bán hàng khôn ngoan nào đó chỉ bảo cho tôi rằng hoặc cố gắng chứng minh rằng tôi sai. Anh ta có thể thắng trong cuộc tranh cãi, nhưng anh ta sẽ mất vụ mua bán. Đúng không ạ? Kể cả khách hàng sai, cũng đừng nói rằng anh sai rồi. Hoặc cố gắng chứng minh cho họ thấy rằng họ sai. Thế làm thế nào ạ? À, chúng ta hãy đồng cảm, chấp nhận những cái suy nghĩ của khách hàng, ngay cả khi khách hàng sai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì với những cái thông tin mà khách hàng có được, những cái nhận thức mà khách hàng có được, cũng những cái trải nghiệm mà khách hàng có được trong quá khứ, thì họ nghĩ như vậy là đúng. Ví dụ như mà mình vừa mới bảo là em có cái sản phẩm này hay lắm, em có sản phẩm về thực phẩm chức năng. Khách hàng bảo úi giời, thực phẩm chức năng là toàn cái thứ vớ vẩn. Thế là mình khửng sửng cồ lên. Sao anh lại bảo em vớ vẩn? Thế bắt đầu mình lại chứng minh rằng là sản phẩm của mình không vớ vẩn, rồi chứng minh rằng mình không vớ vẩn. Thì làm sao ạ? Mình đúng, mình chứng minh đúng. Khách hàng rõ ràng sai. Ông thế là ông gọi như là vơ đũa cả nắm mà. Thế là ông sai chưa? Ờ, sai. Khách hàng có thể nhận sai hoặc không nhận sai. Thường là họ không nhận sai đâu. Và một, họ nhận sai hay họ không nhận sai thì họ sao ạ? Họ cũng lặng lẽ biến mất. Họ lặng lẽ biến mất. Cho nên việc đầu tiên đó là chúng ta nói rằng là gì ạ? Em hiểu rằng anh đã có những cái trải nghiệm không tốt ở trong quá khứ. Bởi vì ngoài kia có rất nhiều những sản phẩm nó đã làm ảnh hưởng đến uy tín, cũng như là ảnh hưởng đến cái niềm tin của khách hàng khi nói về cái sản phẩm đó. Đúng ạ. Tuy nhiên thì em cũng giống như anh. Trước đây thì em cũng có suy nghĩ như vậy, cho tới khi mà em được trải nghiệm cái sản phẩm này. Khi đó thì em đã có những suy nghĩ khác. Đó. Đúng không ạ? Đồng cảm với khách hàng. Rồi. Thêm vào nữa, khách hàng họ muốn nói rằng là đừng làm tôi cảm thấy bối rối. Việc chào hàng càng phức tạp, càng ít khả năng sẽ được mua hàng. Chào hàng cách đơn giản, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Được không ạ? Đừng có mà rườm rà, đừng có mà quá nhiều lựa chọn. Ví dụ như có những cái trường hợp là mình có rất nhiều sản phẩm và rất nhiều những lựa chọn khác nhau, vào cái sản phẩm nào, cái điểm nào mình cũng muốn bán, thì làm sao khách hàng cảm thấy bối rối. Cho nên là gì ạ, lần đầu tiên khi mà tiếp xúc với khách hàng cũng như là chia sẻ với khách hàng ấy, nó gì ạ, đơn giản, thẳng thắn, đi thẳng vấn đề, và đơn giản thôi, nhấn mạnh vào những cái điểm lợi ích của họ, chứ không cần quá rườm rà, không cần quá phức tạp. Đúng không ạ? Càng phức tạp càng ít được bán hàng. Ví dụ như này, khi khách hàng mà thích rồi ấy, thì việc của mình đó là dừng lại và chốt sale và kết thúc cái việc bán hàng, chứ đừng cố gắng nói thêm những cái lợi điểm nữa. Bởi vì càng nói thêm nhiều lợi điểm thì khách hàng càng cảm thấy dối, và khách hàng cảm thấy dối thì làm sao ạ? Họ không mua. Cho nên là có nhiều người thì cứ cố gắng nhồi nhét thông tin cho khách hàng, nhưng thực ra cũng không cần thiết anh chị em nhé. Rồi, tiếp theo đó là đừng nói với tôi những điều tiêu cực. À, tôi muốn mọi thứ tích cực. Đừng nói những tôi về những điều tồi tệ về một người nào khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh, về bản thân bạn, về công ty của bạn hoặc về tôi. Họ không thích nghe những điều tiêu cực. Ví dụ có những người thì rất là hay so sánh với đối thủ, xong nói xấu đối thủ. Thì cái điều này là cái điều mà khách hàng không muốn nghe. Đúng không ạ? Về bản thân bạn, ví dụ như là mình gọi là mình tiêu cực như nào, hoặc là công ty của mình có điểm kém hay gì, hoặc là về bản thân của khách hàng có những cái điểm yếu gì. Ví dụ như là ô chị, sao chị béo thế, úi giời chị béo thế này, chị phải sử dụng sản phẩm của em, kiểu kiểu vậy. Thì đấy là đánh vào nỗi đau của khách hàng, đúng không ạ? Nhưng về cơ bản là khách hàng không thích nghe cái điều đó.
Và khi họ không thích thì họ làm sao ạ? Họ không có cảm xúc để họ mua hàng. Và không có cảm xúc mua hàng thì sao ạ? Chúng ta nói thao thao bất tuyệt thì họ làm sao ạ? Họ cũng không cho vào đầu. Họ chỉ cho vào đầu đúng một câu thôi. Mẹ mày, mày chê bà. Còn lâu bà mới mua của mày nhé. Họ nghĩ trong như vậy trong đầu nhưng họ không nói ra đâu. Đúng ạ. Đấy, đấy là lý do tại sao mà chúng ta có một cái khảo sát một cách khách quan như này. Thì khi đó thì họ mới nói với mình. Rồi, tiếp theo, khách hàng muốn nói cho người bán hàng, họ nghĩ rằng đó là đừng có coi thường tôi. Người bán hàng nghĩ rằng họ biết tất cả những thứ, mọi thứ và nghĩ rằng tôi là kẻ ngu ngốc. Đấy, khách hàng họ nghĩ vậy đấy. Khách hàng bảo là vâng, mày biết tuốt, còn tao chẳng biết gì cả. Thì thôi nhá, mày biết tuốt thì mày ăn cả đi, tao nghỉ, tao không mua của mày đâu. Được chưa? Cho nên chúng ta luôn luôn nghĩ rằng khách hàng họ rất thông minh, họ rất hiểu biết. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy tôn trọng khách hàng, đừng có coi thường khách hàng. Nhiều người bảo, ui, bọn khách hàng nó có biết cái gì đâu, mình nói gì nó chẳng nghe. Vâng, mới đầu có thể họ không biết. Nhưng sau này họ biết rồi, thì sao ạ? Thì họ sẽ mất niềm tin vào mình. Và khi đó thì sao ạ? Là chúng ta sẽ không còn bán hàng được với họ nữa. Vì vậy, hãy tôn trọng khách hàng và hãy coi như họ đã biết tất cả mọi thứ. Việc của chúng ta chỉ nhắc lại những cái điều mà họ đã biết thôi. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa, đừng nói với tôi những điều mà bạn nghĩ rằng tôi muốn nghe. Ồ. Cái điều này sai sai nhỉ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi quá ngốc nghếch. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua hàng từ một người khác. Có nhiều người khách hàng, nhiều người bán hàng quá thông minh, cho nên họ nghĩ rằng khách hàng phải nghe cái điều này, phải nghe cái điều kia. Nhưng thực tế khách hàng không nghĩ như vậy. Bởi vì những người đó là những người bán hàng mà lại quá thông minh. Quá thông minh tức là sao ạ? Là họ nghĩ rằng khách hàng ngu. Họ nghĩ các khách hàng không thông minh bằng họ. Cho nên là gì ạ? Là khách hàng không thích điều này. Và khi họ không thích điều này thì họ sẽ mua hàng từ cái người khác. Cho nên thông minh quá chưa chắc đã tốt đâu. Bán hàng đôi khi mình kém thông minh đi một tí lại dễ bán hàng hơn. Rồi. Đừng nói với tôi rằng những gì tôi nghĩ và làm là sai lầm. Đấy. Cái điều này nó gần gần giống với cái đừng coi thường tôi. Đó. Đừng nói với tôi những gì tôi nghĩ và làm là sai lầm. Thì chúng ta cũng có cái chìa khóa rồi đúng không ạ? Chúng ta đồng cảm với khách hàng. Tôi muốn cảm thấy mình thông minh và giỏi giang qua những điều tôi đã làm. Hãy lịch thiệp nếu tôi ngu ngốc. Hãy chỉ cho tôi những người khác cũng ngu ngốc giống như tôi. Vâng, suy nghĩ của anh chị đấy là suy nghĩ phổ biến của những khách hàng mà em đã gặp. Và đấy cũng là suy nghĩ của em. Ồ, hóa ra là mọi người đều ngu như tôi à? Ừ được, thế thì tôi ngu thế là bình thường. Và tôi đấy là không phải ngu, bởi vì sao? Mọi người đều như thế thì tức là nó không phải ngu đúng không ạ? Nó là bình thường. Và tôi suy nghĩ là đúng. Đấy. Và khi đó thì sao ạ? Khi đó họ sẽ có cảm tình với mình hơn. Rồi, tiếp theo, khách hàng muốn gì ạ? Hãy lắng nghe khi tôi nói. Khi khách hàng nói, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy lắng nghe họ. Đúng không ạ? Hãy lắng nghe khách hàng. Đấy. Đừng vội vã phản pháo. Đừng vội vã nhảy vào miệng khách hàng để mà chặn họng họ. Đúng không ạ? Hãy lắng nghe họ trước. Tuy nhiên, một người bán hàng giỏi, đó là vừa lắng nghe nhưng lại vừa không để khách hàng đi quá xa, tức là không để khách hàng dẫn dắt mình đi quá xa mà mình vẫn dẹ vẫn tập trung được vào chủ đề chính, đúng không ạ? Có nhiều khách hàng họ họ nói nhiều, họ lan man quá ấy, mà chúng ta lắng nghe từ hết từ từ tiếng này qua tiếng khác ấy, rồi xong cuối cùng họ không biết họ nói gì luôn ấy. Đấy, thì những cái trường hợp như vậy là chúng ta phải phải biết dẫn dắt. Tuy nhiên có những người họ
họ nói ít, họ nói đơn giản thôi, thì chúng ta phải thực sự lắng nghe họ. Ok không ạ? Rồi. Hãy làm cho tôi cảm thấy tôi đặc biệt. Tôi không phải là người duy nhất mua hàng, nhưng tôi là người đặc biệt để mua hàng. Nếu tôi chi tiền của tôi muốn có một cảm giác thoải mái về điều đó. Tất cả đều phụ thuộc vào lời nói và hành động của bạn. Đấy, đúng không ạ? Mình làm sao đấy để khách hàng cảm thấy họ là người đặc biệt thì mình sẽ thành công. Ví dụ như là ngày hôm nay thì chị là người đầu tiên mà em giới thiệu, mặc dù sản phẩm này đã có hàng chục nghìn người sử dụng rồi, tức là tôi không phải người duy nhất mua, nhưng tôi là người đặc biệt. Đấy là gì ạ? Ngày hôm nay tôi là người đầu tiên mua hàng. Có nhiều anh chị em cứ đi ra đi chợ đấy, mở hàng cho chị, thôi chị giảm giá cho một tí, ví dụ thế. Có nhiều hôm đi tận trưa rồi, tận chiều rồi vẫn mở hàng anh chị em, ơi mở hàng cho chị, đúng không ạ? Đấy, thì làm cho khách hàng cảm thấy họ đặc biệt. Rồi, hãy làm cho tôi cười. Khách hàng sao ạ? Họ thích cười, họ thích vui, họ không thích khó chịu, họ không thích đau đầu. Hãy làm cho tôi một thái độ vui vẻ, khi đó nhiều khả năng tôi sẽ mua hàng của bạn hơn. Làm cho tôi cười có nghĩa là tôi đồng ý với bạn và bạn cần sự đồng ý của tôi để bán được hàng. Đúng không ạ? Hãy làm cho tôi cười, làm cho tôi vui. Đó, khách hàng họ thích điều đấy. Vì vậy là gì ạ? Nếu như chúng ta muốn bán hàng tốt thì làm sao ạ? Hãy thứ nhất, chúng ta hãy là cái người vui vẻ, thoải mái, hài hước một chút, đúng không ạ? Đấy, cứ thoải mái, mình phải thoải mái nhé. Mình thoải mái thì mình mới bán được hàng một cách thoải mái. Còn mình mà cứ căng cứng, hồi hộp, lo lắng thì làm sao ạ? Thì khách hàng sẽ cảm nhận được cái sự căng thẳng ở bên trong của mình. Và khi họ cảm nhận được cái sự căng thẳng đấy thì làm sao ạ? Thì họ cũng sẽ căng thẳng, đúng không ạ? Bởi vì cảm xúc nó có tính chất lan truyền. Vì vậy, việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải vui vẻ. Sau đó là truyền cái cảm hứng, truyền cái sự vui vẻ đó cho khách hàng. Đúng không ạ? Và khi đó khách hàng họ sẽ cảm thấy vui. Và khi họ vui thì họ sẽ đồng ý. Và họ đồng ý thì họ sẽ mua hàng. Ok ạ? Hãy cảm thấy thích thú. Tiếp theo, hãy cảm thấy thích thú với những điều tôi làm. Nó có thể không quan trọng đối với bạn, nhưng nó là tất cả đối với tôi. Tức là gì ạ? Đôi khi họ có những cái hành động, lời nói, suy nghĩ, những câu chuyện mà có thể không liên quan đến bạn, không liên quan đến những cái câu chuyện mình đang nói hoặc là cái sản phẩm mình đang nói. Nhưng mà gì ạ? Hãy tán dương họ, hãy đồng ý với họ và hãy làm cho họ cảm thấy rằng là những cái điều đó là rất là thú vị. Đúng không ạ? Những cái việc mà họ đang làm nó rất là thú vị thì chúng ta sẽ giành được cái sự cảm mến của khách hàng và từ đó chúng ta có thể bán hàng tốt hơn. Rồi, cuối cùng, chưa đến cuối cùng nhưng mà khách hàng vẫn mong muốn rằng là gì ạ? Hãy trung thực khi nói với tôi về mọi thứ. Lúc đầu chúng ta đã thấy là gì ạ? Là chúng ta phải gì ạ? Phải thực tế đúng không ạ? Phải thực tế, phải thành thật đúng không ạ? Và chỗ này thì khách hàng lại nhấn mạnh thêm một điều nữa, đó là nếu bạn giả dối chỉ để kiếm tiền của tôi có thể nhận ra đấy. Thực tế bây giờ khách hàng cực kỳ thông minh anh em, cực kỳ thông minh. Cho nên khi mà chúng ta nói với khách hàng ấy, chỉ cần một lời nói sai là chúng ta sẽ mất một khách hàng. Chỉ cần một lời nói dối, chúng ta sẽ thấy khách hàng không quay lại nữa. Nhưng chúng ta không bao giờ thấy họ nói với mình. Không bao giờ họ nói rằng mày nói dối rồi. Bởi vì sao? Họ ngại phải tranh cãi với chúng ta. Họ ngại mất mối quan hệ với chúng ta. Họ ngại xung đột. Cho nên họ lặng lẽ rời đi. Vì vậy có một nguyên tắc trong cái bán hàng đó là gì ạ? Hãy trung thực. Có sao nói vậy. Đúng không ạ? Không nói sai, không nói dối. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo đó là đừng sử dụng đống kỹ thuật lạc hậu để ép tôi mua hàng của bạn khi tôi không muốn.
có rất nhiều người sẽ sử dụng những cái chiêu trò, những cái công thức rồi những cái kỹ thuật rất là lạc hậu. Lạc hậu thì sao ạ? Là khách hàng biết hết rồi, đừng nghĩ khách hàng không biết đấy, và dồn ép khách hàng. Ví dụ như là đưa ra những cái quy định, đưa ra những cái câu hỏi, đưa ra những cái công thức mà nó hơi 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 gượng để mà khiến khách hàng cảm thấy họ ngu ngốc để mà ép họ mua hàng. Có trường hợp này, có rất nhiều người bán hàng kiểu như vậy, dồn ép đó, dồn ép một cách thái quá, khách hàng cảm thấy căng thẳng, và khi khách hàng cảm thấy căng thẳng họ sẽ không mua. Ví dụ khi họ từ chối thì bắt đầu là gì ạ? Đưa ra một loạt những câu hỏi, hoặc khi họ từ chối thì làm sao? Thì bắt đầu là tìm cách cố gắng chứng minh cho những cái lời từ chối của khách hàng là sai đó. Rồi tiếp theo đó là hãy cung cấp những gì bạn bán cho tôi. Khi bạn nói bạn sẽ làm như vậy đó, nếu tôi trao cho bạn công việc kinh doanh của tôi hay là tiền của tôi và bạn làm tôi thất vọng, tôi sẽ không thể làm ăn hay mua hàng với bạn một lần nào nữa đó. Như vậy là gì ạ? Khi mà mình xác định là mình nói mình bán cái gì thì mình sẽ phải làm đúng như vậy, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Mình cung cấp sản phẩm dịch vụ nào, mình nói ra sao thì mình phải bán như vậy và nhiều hơn như thế. Một cái nguyên tắc đó là chúng ta bán nhiều hơn những gì mình nói. Bán nhiều hơn những gì mình nói, đúng không ạ? Cái điều này Huy sẽ chia sẻ anh chị em trong một cái buổi khác. Thực ra đã từng chia sẻ trước đây rồi. Đó là có một công thức hay là có một cái quan điểm, đó là gì ạ? Add more value, tức là liên tục gì ạ? Gia tăng giá trị cho khách hàng, làm cho khách hàng họ cảm thấy được chăm sóc, làm cho khách hàng họ cảm thấy được gì ạ? Có giá trị ngay cả sau khi họ gì ạ? Họ mua hàng. Và quá trình bán hàng thực sự diễn ra sau khi khách hàng mua hàng. Sau khi khách hàng mua hàng thì lúc đấy mới là lúc bán hàng. Anh chị em nhé, sau khi khách hàng mua hàng thì lúc đấy mới là lúc bán hàng. Bởi vì sao ạ? Sau khi khách hàng mua hàng thì họ còn có thể mua những cái sản phẩm khác nữa. Vì vậy là gì ạ? Là chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng sau bán hàng thật là tốt. Được chưa? Rồi, cuối cùng đó là hãy giúp tôi mua, đừng bán cho tôi. Tôi ghét bị bán nhưng tôi đã yêu thích mua hàng. Đó. Đấy là lý do tại sao mà bây giờ khách hàng họ lên Shopee họ mua hàng ấy thì họ tự động họ lên họ mua thôi. Họ không cần phải tư vấn gì hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cảm giác của họ là họ được lựa chọn. Khách hàng có một quyền năng cực kỳ quan trọng, đó là quyền gì ạ? Quyền lựa chọn. Lựa chọn sản phẩm, lựa chọn đơn vị bán hàng, lựa chọn người bán hàng. Và nếu mà mình là cái người đầu tiên giới thiệu cho họ sản phẩm này thì họ sẽ có một xu hướng, đó là để tôi suy nghĩ thêm. Và họ suy nghĩ thêm thì họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ đi tìm những cái sản phẩm khác tương ứng, những cái người bán hàng khác tương tự để họ so sánh. Và kể cả chúng ta có thể là gì ạ? Đưa ra cho họ những cái so sánh để mà họ biết, nhưng họ vẫn muốn tự họ đi tìm những cái nhà cung cấp, đi tìm những cái sản phẩm, đi tìm những cái nơi mà có thể bán cái sản phẩm này uy tín, chất lượng với cái giá rẻ hơn. Có đúng điều này không ạ? Khi mà họ nói rằng tôi muốn tìm hiểu thêm, tức là gì ạ? Họ muốn, thứ nhất họ muốn có thêm thông tin và họ muốn tự mua chứ họ không muốn bị bán. Vì vậy là gì ạ? Mình hãy đưa ra những lời tư vấn nhưng đừng ép họ mua hàng, đừng đẩy họ vào trạng thái bắt buộc phải mua hàng. Mặc dù chúng ta là người bán hàng, chúng ta muốn điều đó, nhưng khách hàng họ không muốn điều này. Việc đầu tiên đó là chúng ta hiểu khách hàng, thấu hiểu được cái mong muốn của khách hàng, thì khi đó làm sao ạ? Khi đó thì chúng ta sẽ có những cái hành xử phù hợp, những cái ứng xử phù hợp, những cái lời nói phù hợp, những cái thái độ phù hợp, hành động phù hợp, đúng không ạ? Và khi mà khách hàng nói là gì ạ? Họ muốn tìm hiểu thêm, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Em đồng ý với anh. Nếu là tiền của em
thì em cũng làm như vậy, em cũng sẽ tìm hiểu thêm. Đấy, và em cam đoan với anh chị rằng là gì ạ, là em đã là cái người bán cái sản phẩm này với giá trị tốt nhất trên thị trường. Nếu anh chị tìm được cái chỗ nào rẻ hơn thì em xin gì ạ, xin bán với cái giá đó hoặc bán giá rẻ hơn. Ok không ạ? Nếu anh chị tìm được cái chỗ nào rẻ hơn thì em sẽ bán với cái giá đó. Ok không ạ? Đấy, cho nên là có những cái cửa hàng nó là gì ạ? Ở đâu bán rẻ hơn, thì tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ hoàn tiền cho bạn, ví dụ thế, hoặc là tôi sẽ gì ạ? Bán rẻ hơn cái nơi chỗ rẻ nhất. Tất nhiên, chúng ta không phải là gì ạ? Cạnh tranh về giá, cạnh tranh về giá là một cái chiến lược cạnh tranh sai lầm. Mà ở đây là chúng ta hãy cạnh tranh về gì ạ? Về những giá trị, đúng không ạ? Giá trị về sản phẩm, về chất lượng của sản phẩm và chất lượng phục vụ của chúng ta. Ok không ạ? Cái phần mà của người bán hàng thì chúng ta sẽ đi vào một buổi khác. Buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta tập trung vào những cái câu nói ở bên trong của khách hàng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu hơn về khách hàng, hoặc khách hàng họ muốn gì. Đấy. Và để mà chúng ta hiểu được khách hàng thì rất đơn giản. Ở đây nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái phần lớn đó là gì ạ? Là chúng ta phải đặt mình vào vị trí của khách hàng. Nếu mình là người mua hàng thì mình sẽ nghĩ như nào? Đúng không ạ? Cho nên khách hàng họ thích mua từ những cái người bán hàng không chuyên nghiệp. Ô, sao lại kỳ vậy? Bởi vì những người bán hàng không chuyên nghiệp thì họ hiểu khách hàng. Còn những người bán hàng chuyên nghiệp thì sao ạ? Đôi khi họ không hiểu khách hàng, bởi vì họ quá thông minh. Họ quá thông minh, họ biết quá nhiều thông tin, họ lại khó bán hàng. Họ biết ít thông tin thì họ lại dễ bán hàng hơn. Đây là thực tế anh chị em. Thực tế là như vậy. Mình biết ít thì mình lại dễ bán hàng hơn. Bởi vì sao ạ? Mình bán hàng giống như một người khách hàng. Mình đồng cảm được với họ. Còn những cái người mà bán hàng mà gì ạ, kỳ cựu lâu năm rồi ấy, đôi khi ấy, họ lại quá chuyên nghiệp, họ lại quá gì ạ, sành sỏi, họ lại quá gì ạ, quá là thông minh, dẫn đến là khi mà khách hàng không hiểu thì họ bảo tại sao lại không hiểu những cái đơn giản thế này mà không hiểu nhỉ, đúng không ạ? Nhưng nếu mà mình là cái người cũng mới bán hàng ấy thì làm sao ạ, thì mình lại bán rất dễ. Thực tế là như vậy. Ok không ạ? Mình bán hàng bằng trải nghiệm, bằng câu chuyện, bằng chính cái tâm của mình. Thì đấy là cái cách bán hàng tốt nhất. Cho nên không cần thiết anh chị em phải là quá giỏi, quá xuất sắc để bắt đầu bán được hàng đâu. Đúng không ạ? Việc của mình đó là nhớ cái ngày mà mình mua hàng ấy, cái cảm xúc của mình như nào. Cái ngày mà mình mua cái sản phẩm này ấy, bởi vì trước khi mà mình bán hàng ấy, thì chắc chắn mình đã mua cái sản phẩm này để mình dùng. Thì lúc mà mình dùng ấy, cái cảm giác, cảm xúc của mình lúc đó như nào? Trước khi mà mình mua hàng ấy, thì cảm giác, cảm xúc của mình như nào? Thì cái người nào mà nhớ được cái cảm xúc, cảm giác ở lúc mà mình mua hàng, lúc lần đầu tiên mình sử dụng sản phẩm đấy, thì người đấy đã thành công. Nhớ được và chia sẻ cái cảm xúc đấy với khách hàng thì dễ thành công hơn. Ok không ạ? Đấy. Rồi. Như vậy là Huy đã chia sẻ anh chị em một cái chương rất là hay về cái việc mà khách hàng nghĩ gì. Và hy vọng là sau khi anh chị em nghe được cái phần này, nghe cái phần chia sẻ này, anh chị em chúng ta có thể tăng lên cái khả năng bán hàng của mình, tăng lên khoảng độ 3-5% thôi, đó là rất tốt rồi, đúng không ạ?